thư sư mỗi lần Tết đều đổ lên chuyện lì xì, có người so bì chuyện lì xì thậm chí lì xì ít con cháu mở ra trước mặt coi thường, rồi lần sau không thèm chào hỏi. Trong vai trò người Phật tử nên nhìn nhận chuyện này đối với người lớn và trẻ em như thế nào? Ừ. Nói chung á trẻ em là do người lớn dạy chứ đâu có cái gì có tự nhiên ta bây giờ sư nói những cái trường hợp mà nó dính dáng thêm mấy ông thầy tu đi để cho quý vị có thể học cái gì đó có lần sư nghe kể hòa thượng bửu chánh ấy. À, cái này là có thật nha chứ không phải là <laughs> À, kiểu mà đồn thổi cái này có thật à, hòa thượng cứ mỗi lần mà đi giảng rồi, rồi người ta cúng giường bao thơ này nọ hòa thượng không có không có coi cứ về quăng hết vô cái thùng con cái thùng quăng hết vô cái thùng đi giảng vậy đó thành ra không cái chỗ nào cúng nhiều cũng ít thì hòa thượng không biết cũng không để ý nữa. thôi người ta thỉnh thì cứ tới cứ tới thôi à, rồi tới cái hồi mà cần mấy cái chuyện thí dụ như uh, xây chùa sửa chùa rồi mấy cái chuyện mà cần chi thì lúc đó mới mở bao thơ ra thì mới, mới chi cho những việc đó thì tới đó rồi đó khi mà mở bao thơ rồi thì làm sao biết được bao thơ đó của chùa nào <laughs> thành ra chùa nó có bỏ bao nhiêu thì nó cũng vậy thôi nói nói về mất công mà uh, thượng nói uh, sư nói gì tôi chết tôi <laughs> đấy thì như vậy đó nó được một cái là mình không quan tâm không biết um, là ở đâu người ta cúng nhiều cũng ít gì mình không biết thì khi mình không biết như vậy đó mình uh, không có sự so bì Để kiểu cho nhiều cho ít không có sự so bì đó là một điều tốt Mà suy nghĩ quý vị có thể học hỏi Và nên cho con cháu học hỏi Có thể ban đầu nó khó Tại vì sao? Trừ khi trừ khi làm nó, con nít nó mới Thí dụ như mới biết chuyện nha Đón Tết lần đầu Được lì xì lần đầu Mình tập cho nó có thói quen Là con cứ bỏ hết đi bỏ hết vô gom luôn chỗ con đi đâu chơi mẹ cho tiền con đi chơi nha con, con đi con mua cái gì thì mẹ cho tiền đi chơi mẹ cho tiền còn tiền lì xì cô bác con cứ để hết vô chỗ đi đóng hết vô chỗ đi rồi uh, chừng nào con uh, có tiền con đóng tiền học ấy con, con đóng tiền học hay là hôm nào con đi chơi ha, qua tết con đi chơi đó thì mình khui giống như khui heo đất á uh, để con đi chơi uh, hoặc là để đóng tiền học uh, còn uh, bây giờ cô bác thương con thì cho con bao lì xì để con cứ cất đó đi chứ còn quan tâm chi cô bác cho nhiều cho ít ừ đó cũng là một cách thì ở đây là sư cũng không không dính dáng nhiều tới phật pháp mà đây là cái cách cư xử của một vài vị sư và sư thấy hay thì nó sư chia sẻ lại cho quý vị thôi đối với sư thì cũng vậy khi mà phật tử họ cúng dường ấy thì sư để hết vào một chỗ thôi. để hết vào một chỗ rồi khi có cái việc gì mà cần chi thì khi đó uh, sư mới mở ra nhưng mà cũng không có mở hết nữa thí dụ như là cần mua thuốc uh, thì mua bao nhiêu thì cứ mở từng bao từng bao từng bao thì có bao nhiêu đó thì đủ là thì đưa như vậy thôi uh, trừ khi nào mà cái chuyện mà mình cần nó nhiều hơn thì mình mới thống kê và như vậy và như vậy yeah. bản thân sư thì sư cũng không biết phật tử trong đó họ đưa nhiều ít mình cũng không biết mà chính bởi vì không biết cho nên mình không có sự đánh giá mình không có sự coi thường và mình trân trọng như nhau thậm chí sư kinh nghiệm của một ông sư sư thấy đôi khi nó còn lạ như vậy nè nhiều khi cái bao thơ nó nó tàn tạ nó dùng cái từ tàn tạ giống như cái kiểu có đại bốc đại ở đâu có bao thơ qua năm bảy cái tay nó, nó cũ nó nhào nó tàn thả nhưng mà ở trong đó là tiền lớn ấy còn mấy cái bao thơ mà cho đẹp nha thiết là đẹp nha chổng có năm 000 mười ngàn, ngàn. <laughs> nhưng mà nói như vậy để cho quý vị thấy là cũng không có so bì cái chuyện là bao lớn bao nhỏ và cũng không biết là cái đó của ai nhưng mà cái này là tập Cái này là sự tập Dù cho mở ra một bao Chỉ có hai ngàn bạc trong đó thôi Thì vẫn luôn có sự trân trọng Mặc dù không biết là ai Nhưng mà vẫn luôn có sự trân trọng Bởi vì nếu như Người ta cho mình Mà mình không trân trọng Tức là mình là con người vô ơn Mà trong Kinh tạng như là trong tương ưng Đức Phật nói rất là nặng nha Đức Phật nói rất là nặng cái Phật nói này có tỳ kheo cái con chó hoang con chó già mà còn bệnh ở trong rừng ấy, nha mà nó còn có lòng tri ơn tức là nó còn có lòng biết ơn mà ở đây trong hội chúng tỳ kheo có những con người không có lòng biết ơn Tức là đôi khi mình còn không bằng con chó Mà không phải con chó thường nữa Mà con chó già mà bị bệnh cùi ghẻ lỡ nha Mình còn không bằng nó Cho nên Đức Phật nói này các tỳ kheo Các ông phải học Tức là gì? Hãy có lòng tri ơn Tức là người ta cho mình bất kỳ cái gì Mình cũng phải biết ơn hết cứ không phải là người ta cho mình nhiều là mình biết ơn nhiều mà cho mình ít xong mình biết ơn ít không phải cho mình bất kỳ cái gì mình đều phải biết ơn và cái lòng tri ơn này nó hiếm lắm quý vị nó hiếm lắm mà xin thưa quý vị chỉ cần dạy cho con cháu nó có cái lòng biết ơn này thôi đó là phải nói là một bậc cha mẹ thành công nha cha mẹ thành công bởi vì nó hiếm lắm hiếm ghê lắm và tin sư đi mình mà dạy con cháu nó có được cái lòng biết ơn ấy. sau này mình nhờ nhiều lắm nhờ nó nhiều tại sao thối đời thường cái gì mà mình giúp người ta thường người ta sẽ coi đó là cái chuyện đương nhiên ví dụ như cha mẹ thương con lo lắng cho con giúp đỡ cho con thường thì rất dễ nha rất dễ đứa con á nó coi cái chuyện cha mẹ giúp nó là cái chuyện đương nhiên ra đường á, người ta cho nó một cái bánh mì thôi một ổ bánh mì thôi nó biết ơn muốn chết luôn mà về đó cha mẹ nuôi nó cả đời đó mà nó coi đó là chuyện đương nhiên thành ra cái chuyện mà mình dạy dỗ con cháu có cái lòng tri ơn á, nó hiếm lắm cái gì và nó rất là quý nha phải dạy cho được tụi nhỏ có cái lòng tri ân và cái người được nhờ là chính quý vị chứ không ai hết trơn sau này mình già đó nó có lòng tri ân nó biết ơn mình nó mới lo cho mình nha còn nó cái kiểu nó coi cái chuyện mà mình giúp nó là chuyện đương nhiên là sau này cái chuyện mà mình già rồi nó bỏ mình là cái chuyện đương nhiên coi, coi chừng nha ừ dạy cho con nít cái lòng tri ân nó rất là quan trọng đó là nói về cái đứa nhỏ thứ hai là nói về người lớn cái lòng hào sản của mình ấy càng nhiều thì cái phước mình càng nhiều đừng có so bì đừng có so bì cái kiểu mình lì xì cho con người ta hai trăm năm trăm trời ơi cái gì đâu nó lì xì lại cho con mình có hai chục năm chục vậy nó dở lắm sự nói thiệt á nếu như mà nói trong vai trò của một ông sư thì nó rất là dở bởi vì sao bởi vì cái lòng hào sản của mình ấy càng lớn phước mình càng lớn mà khi mình ganh tị đó thì mình càng ganh tị thì cái phước mình càng nhỏ xin lấy ví dụ nha trời mưa xuống nha ở trời đổ một cơn mưa trời đổ cơn mưa cái thâu của mình ấy, mình cái vật hứng của mình ấy nó càng rộng mà nó càng sâu thì nó hứng được càng nhiều còn cái vật hứng của mình nó chỉ có cái chung cà nhỏ xíu như vậy thôi thì mình hứng được bao nhiêu nước mưa trong khi đó nước cái lượng nước mưa đổ xuống thì đều như nhau không có phân biệt tương tự như vậy khi mình làm phước ừ, cái quả nó trổ thì nó chỗ như đó thôi nhưng cái lòng mình rộng bao nhiêu mình hưởng được bấy nhiêu mình càng keo kiệt nó giống như là cái 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 khả năng hưởng phước của mình ấy nó càng thu nhỏ lại nó giống như cái chung trà vậy đó cái chung trà thì rốt cuộc là mình tạo phước cho nhiều mà mình hưởng phước cũng không bao nhiêu nghe nó dở lắm nó thiệt mình so như vậy rất là dở thứ nhất là nó làm cho cái lòng cái lòng hào sản của mình ấy nó bị tổn thương cái thứ hai là mình bị cái lòng ganh tị nó nó bóp nghẹt cái sự hưởng phước của mình đấy à, thành ra là nếu mà so nói về người lớn thì mình không có nên so bì cái chuyện đó ừ hmm. còn nói về cái một số người đó sẽ biết là họ không có tiếc nhưng mà chẳng qua là cái khả năng của họ có như đó thôi thì họ không thể làm nhiều hơn được đấy chứ đôi khi cũng không phải là người ta cũng keo kiệt gì với mình thì đó là cái nhìn của sư và nếu như quý vị có cái sự học hỏi gì được thì tốt cho quý vị thôi